Em say chào các bạn. Em chào anh. Chào anh ạ. Vâng. Hôm nay anh em mình chia sẻ cái cây cổ của anh cắt bộ dăm cho mọi người. Dạ vâng. Cái này là tuệ tính ra là cái lúc mang về mà anh cắt một lượt đầu tiên là được khoảng bao lâu rồi anh nhỉ? Được 5 nhỉ, 5 nhỉ. Hôm đấy em thấy anh cắt cũng tương đối đau các cái bông này. Anh cắt thụt rụt dăm bởi vì ngày xưa cái bộ dăm này nó hơi xa hơi dài. Vâng. Cắt thu nó lại. Dừng nó lại. Thu để cho nó mở những đường này ra để mình làm dăm lần sau nó sẽ đẹp. Vâng. Ấm cúng hơn. Em nhìn đợt này nó ấm hơn trước. Em thấy có to ra. Và mà em nhìn thấy mà những cái này này này. Phải mà nó vẫn cứ vàng. Ô nó là già nguyên bản. Đó. Anh nhỉ? Ừ. Phải vẫn già. Nếu như mà anh trước anh không cắt cái này đi thì nó không có cái rất diễn cho những cái dăm mới này anh nhỉ? À, thậm chí sau này nó còn bỏ cả dăm nếu mà để cái dăm trước nó bị nó cứ kiểu nó không vào vị trí ấy, mình cũng phải bỏ đi. Dạ vâng. Sau này mình diễn những cái vị trí cho nó đúng, nó ấm cúng hơn. Vâng. Anh em mình chia sẻ lại một chút. Lúc đầu anh lấy cây này về là anh có ý định là cắt giật xuống không? Lúc đầu tiên. Lúc đầu lúc anh chưa nhìn ở nơi thì anh nghĩ là cắt giật. Vâng. Khi mình anh xem và nghiên cứu thì không cắt nữa. Vâng. Vì phải trân trọng cái cổ. Nguyên bản. Và thưa quý vị các bạn là cái sự trả lời nó đây rồi. Và nó là cái đúng hay sai thì đây trước mặt của quý vị đang ngắm đấy ạ. Đấy. Em nhớ lúc đầu cành nó cứ chệch choạc. Vâng. Về anh phải làm mất thời gian đấy. Dạ vâng. Thời gian để đặt nó vào đúng vị trí để nó cân đối. Bây giờ em nhìn nó cân đối hơn. Cân đối. Mà khi mình nhìn cái bộ dăm nó ra em vẫn nhìn được cái tay bông. Đây như anh co, anh vít, anh nâng đúng không ạ? Tất cả những cái đường này nó không bị đè nhau. Đấy quý vị ạ, nhìn nó thích là như thế. Nhưng mà nói đến lại là quan trọng nhất là nó có cái dăm cổ anh nhỉ. Cái bàn tay xương cổ còn lại. Em cho là vâng. Trắng, trắng nguyên này đúng không? Vâng, nguyên luôn. Nói về cái dăm cổ anh nhỉ, có thể không thể nói biết bao giờ xong được nhỉ. Nói chung là nếu mà làm được bộ dăm chi này nhiều năm lắm. Nhiều nhỉ nhỉ. Nhiều năm lắm. Nhìn thích thật. Bởi vì khi để nó đạt đến cái tầm già ra đến cành này lâu. Thích thế nhỉ. Dăm nhìn thích những cái bông anh văng là đẹp thật. Quý vị nhìn này. Thật sự luôn, Vion Sai đang cảm nhận được một cái cây ở ngoài đời. Nó văng tự nhiên nào thì anh Khương anh ấy đang cho biến theo tầm như vậy. Mà quan trọng nhất là cái độ to dần của cái dăm từ trong ra ngoài nó búp và nó múp anh ạ. Đấy từ trong này gọi là to côn đấy và múp ra ngoài nó côn. Vâng, thì nó như thế là sau này mình không sợ phải kéo kiếc gì cả, lúc nào bông nó cũng đứng im vị trí cho mình. Không, khi mình cắt giật được thì nó vâng, đứng lại cho mình đúng không? Mẹ cắt được nó chuyển đoạn này thì nó sẽ thế này. Vâng. Sẽ như là mình hay nói trong cây gọi là côn cây. Vâng. Thì nhìn cái bông nó nhẹ nhàng, nó không bị nặng. Vâng. Đây một loạt đây anh đang nuôi đây nữa đúng không ạ? Sau này nó mới bụ lên được. Hút lên được. Đợt này cái này sẽ khỏe đấy anh nhỉ? Tại vì bắt đầu ngoài bắt đầu đang bị đang hãm thì trong bắt đầu lại vút ra đúng không anh? Nó cũng thời kỳ. Nói chung em chúc mừng anh. Anh đã giữ được một cây cổ của các cụ để lại. Thành công anh ạ, gọi là thành công. Thành công. Vâng, thành công anh ạ. Em đang chưa tưởng tượng ngày xưa cái cây này là cây gì mà lại có con tử nó hóa đẹp như vậy anh ạ. Ừ. Nhờ anh nhỉ? Em cảm giác ngày xưa con này chính nó là con tử. Vâng, nó con tử đấy mà nó như này. Mà từ nguyên bản nó già theo đúng lại của mẹ. Vâng. Ngày xưa không hiểu đây là một cây gì đâu anh ạ. Còn vết này là vết bị cháy chứ không phải bị cắt. Ừ, bị cháy. Ngày xưa để hướng Tây các cụ không để bị cháy. Đấy, chứ không phải cắt anh ạ. Ngày xưa anh nghĩ là cây này họ làm theo cái lối gọi các cụ gọi là mẫu tử ngày xưa. Vâng nhỉ. Như thế nhỉ. Vâng. Vì đòn kiểu nó vẫn nguyên các đòn mà anh đúng không? 1 2 3 4 đấy đầy đủ chạy. Đây là con tử hóa đẹp như vậy đấy. Vậy là ngày xưa là ở trên bãi đá mà anh chặt xuống cái chân là như này. Quý vị nhìn. Nhưng mà nói thật với anh này, cũng phải người trưởng tải. Người đã trải qua rất là nhiều và mới hiểu được là anh nuôi được khi độ già anh ạ, mà nó biến hóa được như nào anh mới giữ. Chứ lâu đầu ai cũng nói thế, định cắt lên đâu anh? Em nhìn nó bắt đầu mụn này. Vâng. Nó ra mụn này. Đấy. Cái này một lúc đầu ai cũng nghĩ là chỉ cắt thấp anh nhỉ? Cắt lúc đầu anh nghĩ cắt cụt hết này. Cắt cụt hết. Còn mỗi hai khúc không. Vâng.
kiểu cắt xuống bây giờ đấy. Cắt xuống bây giờ thì còn lâu. Nếu mà để cho người nào đó cắt xuống thì cũng phí nhỉ. Phí, mất bao năm. Vâng, nên có những cái này quý vị, chúng ta phải thật từ từ, gọi là từ từ. Tất nhiên là trong những cây cổ có những cây cũng phải cắt. Vâng. Nếu như không xử lý được thì vẫn phải cắt. Nhưng có những cây nếu xử lý được thì nên xử lý. Vâng. Bởi vì là nếu mà làm được một bộ tay cảnh nó lâu vô cùng, vì anh là người làm. Vâng. Đấy, ví dụ như bên này. Vâng. Đấy, vậy quý vị phải sang bên này anh không? Đây, anh làm tính đến bây giờ là từ 2000. Nếu bắt đầu bắt tay vào làm là từ 2010. Đâu 2015. 2015. Và tính đến bây giờ là 8-9 năm. Sợ nhỉ. Đấy. Mà đây quý vị nhìn này, nó đang đỏ âu. Chưa làm sao mà vàng như kia được. Đây có sự minh chứng. Đấy, hàng chục năm nay rồi. Đấy quý vị ạ, mà nó đang như này, cắt giật như này. Mà cắt quá cơ nhá. Vâng, cắt nhiều. Và khi là anh cũng đang làm thì anh lấy kéo mà anh chia sẻ một tí cái cắt cho mọi người. Nói chung là cảm ơn anh đã chia sẻ cái suy nghĩ của mình khi mà bắt được một cái cây cổ về. Mình cây nào cũng có thể cắt giật, có cây thì mình phải cố gắng đúng không anh? Mình giữ lại. Vâng. Cảm ơn anh, Vianzai sẽ chia sẻ quý vị về tác phẩm này. Cho anh Khương anh cắt răm rồi Vianzai chia sẻ tiếp. À nhưng mà anh ấy sao anh tước cái lá này hay vậy? Ừ. Đấy, anh lại anh chia sẻ em là khi mà mình xước một cái lá. Đấy ví dụ như này. Bởi vì đấy nhá. Anh lấy một cái cành này. Đấy. Mọi người là cứ bình thường, bình thường. Và nếu mà không dùng kéo cắt ấy. Vâng. Dùng kéo cắt thì nó sẽ lâu thời gian. Nếu mà bình thường mà người cầm giật như này. Được như này nhá, hoặc là dưới ngược này nó xước nhá. Và nó xước vào cái nách này. Này thì nó sẽ đứt đây, em thấy không? Vâng. Nhưng bây giờ mình có cái cách này, ví dụ cái lá như này. Mình sẽ cầm bóp này, mình xước lên cái nó xước ra này. À. Thấy chưa? À vâng đấy. Nó không bao giờ bị đứt cái cuốn. Đúng rồi quý vị ạ. Quý vị nhá, đây là một cái minh chứng tại sao là nó nhiều cái gọi là tuốt lá rong ấy. Đấy cả tuốt lá rong quý vị. Đấy bẻ sớ cái này lại. Xong nó ra như kiểu cái rong muống tước. Vâng hay nhỉ. Vâng đúng rồi. Sau này tự là nó rơi xuống đâu anh đúng không? Nó rơi xuống. Mình cắt là tự nó rụng ra mà. Dạ vâng đấy đẹp quý vị ạ. Đấy, ui đang cắt cũng đẹp. Con này giờ này cũng đẹp anh ạ. Đấy, đẹp. Nó xong này đẹp rồi. Nhưng cây này là đẹp rồi đấy. Nói chung là từ giờ mai là anh sẽ hoàn thành chắc rồi. Vâng. Vậy là đến với anh cũng đầy đủ để ngắm đấy anh ạ. Phôi cũng có, hoàn thiện cũng có. Vâng, không thiếu gì cả quý vị. Cũng nhanh anh ạ. Cây này đây lúc anh lấy về anh đục mà giờ đang vén khỏe chưa? Đúng đồ già có khác, thích cái chân móng của cái này. Đồ già chung... chưa bao giờ hết hot. chưa bao giờ hết hot. Nói chung cây này anh em tôi chia sẻ cũng nhiều rồi. Nhưng hôm nay là chia sẻ anh cắt răm. Thì tí nữa Vianzai cũng chia sẻ kỹ về cái cắt lọc răm quý vị nhá. Khi mà đang tùm như thế này, chúng ta bỏ cái gì, giữ cái gì. Thì mời quý vị các bạn cùng với anh Khương để chúng ta chia sẻ. Bảo bọn cháu lần mình phải chịu. Phải tính coi như tính nhẫn. Sáng nay cho mấy thằng cắt lá ở đây này, vững trí. Vững trí. Những cái răm gầm ở phía trong là bỏ hết đi ạ anh? Gầm bỏ đi. Vâng. Sạch cái đáy bông. Vâng. Không lấy cái nó cắm xuống này vậy. Vâng. Cắm xuống nó xong rồi nó làm cái bông nó yếu. Quý vị đã nhìn ra một cái bông đang như thế này. Đấy, qua bàn tay anh Khương này, đang lọc này. Đấy, anh lọc này, nó ra như này quý vị ạ. Đấy. Nhìn thì ngoan lắm quý vị ạ, nhưng mà lúc sờ vào không biết bỏ cái nào và để cái nào. Em lúc em thấy anh lọc vậy, em về em cũng thò vào nhưng không làm được anh ạ. Lúc hết luôn. Và không biết cái gì để lại, cái gì bỏ. Nên là thôi mỗi người một nghề. Nếu nào em có cái gì lại nhờ anh thôi. Vì nuôi nó lâu lắm, nó phí đi. Không may mình chủ quan, mình cứ bảo tôi cũng làm được ý mà. Cắt đi cái lúc đấy nuôi lại vất vả lắm quý vị ạ. Chúng ta nuôi cả năm rồi mới được cái bộ răm nó cứng cáp này. Chỉ một cái cắt trượt thôi. Mất đi cả một năm đấy quý vị nhá. Không đơn giản tí nào cả. Nên người ta bảo mỗi người một nghề ở cái chỗ đó. Răm cắm xuống anh bỏ. Vâng. À đấy. Vâng. Chỉ có bông nó ngực lên nó cho nó khỏe bông. Mà
Còn lúc cắt cái đoạn này mình phải tính anh nhỉ? Tính chỗ này này là để cái đầu dăm nó phải ra đúng không anh? Ừ. Chứ mình cắt quá là sẽ tù nó lùi vào đúng không anh? Lùi vào. Quý vị nhìn cái đầu lá đúng không ạ? Gọi là cái kẽ lá đúng không anh? Kẽ lá đấy. Vâng. Cắt dưới là tí để cho nó bật. Dạ vâng ạ. Còn lần sau nó bỏ thì mình lại làm lần sau nữa, mình bỏ cái bỏ ấy đi đúng không anh? Lại lọc tiếp bởi vì nó không thể tránh được, nó bỏ một phần nó nhỏ nó không đáng gì đâu. Dạ vâng ạ, em hiểu rồi. Nên nếu mình lấy muốn lấy cái răm trong thì mình cắt dư ra lấy hai đốt đúng không anh? Ừ. Đấy. Thế mình có những cái mình phải muốn nới nó ra. Vâng. Nó dư, còn cái nào mình không cần nới nó thì mình cắt cùn nó lại. Vâng. Nách này bỏ đỡ. Nên cái mầm thừa đấy mình bỏ hết đi à anh? Nó sạch rồi cơ. Và để cho nó đẩy đều anh nhỉ? Đây cũng không cần nữa vì nó ra nhiều. Đã và là mình cắt này xong nó bật ra nhiều cái nhỏ nó trở thành ở đây em nhìn này. Vâng. Ừ. À vâng. Cắt đi thì nó sùi ra nhiều cái mầm con mà nó lại gai góc lên. Vâng. Ờ, thế nó gai góc nhiều này. Vâng. Đúng không? Vâng. Dưới 300 này. Sạch sẽ hết.
cái lúc nhiều như thế này với lúc không biết là cắt cái gì bỏ cái gì anh ạ. Cái này nó cần cái định hướng của cả cái xương bàn anh nhỉ. Xương bông. Xương bông đấy và xương bông. Dụ lấy ăn đây hơi dài. Sẽ cắt lên đây. Là cái này người ta đang thành một cái bông đĩa đây. Bây giờ cái này thì mình đang nuôi thì mình không cắt cụt. Em hiểu rồi ạ. Mình chỉ định hướng đến đâu dừng lại thôi. Nuôi tiếp cho nó to ra đúng không ạ? Em hiểu rồi. To cái bông này ra. Thì cái này mình vẫn đang phải nuôi. Vâng. Đây sau này cái này ba cái này đến khu này sẽ kết thành một bông. Vâng. Được rồi. Bây giờ mình cắt hoa này nữa là phải chuyển hướng này. Đấy. Sau này nó sẽ đi vào cái cành ở đây, cành vào đây, cái ba cái này, nó tạo thành một cái lớp bông này. À, cái nó tạo thành một cái tàn này. Ừ. À, là rồi. Và này chậm xong đây nữa này sẽ đi một cái hướng khác này. À, đây chưa? Vâng. Đây một chi này. Đây một chi này. Vâng. Cái này có thể anh sẽ cắt lên đây cũng được. Cho nó côn lại đúng không? Côn lại. Thì 1, 2, 3 cái này sẽ chút thành một bông. Dạ, đây một cái miếng này. Vâng. Đây miếng con này. Đây miếng này. Đây miếng này. À đấy, thành ra như vậy. Sau này cái miếng bé bé này nó phải giống dăm như này. Đấy. Miếng bé này giống cái dăm như này. Đấy. Rồi. Giờ thì đang nhìn như vậy nhưng mà mình nuôi xong là như thế đúng không anh? Nhìn ra một cái hình bông này. Vâng, rồi nhìn ra. Đấy quý vị, định hướng cho một cái bông mà xương bản là như vậy đấy. Cái này thì cơ bản có hướng hết rồi. Vâng. Ra rồi đúng không? Vâng. Cái này thì em không cần được rất nhiều nữa. Cái bộ này kẹp này. Dăm mọc vào kẹp vào nách. Và nách mầm gầm này mình sẽ bỏ hết. Nó sạch cái mầm bông. Bông ở dưới bây giờ mình làm cố gắng làm sạch kỹ. Vâng. Cho nó đỡ bị lấm nhiễm. Vâng. Tức là đây là một chốt ra ngoài này. Xong đây một chốt là hai này. Anh cắt cái này một cái. Mình gần ra được cái bên trái cái này nhá. Vâng. Đã cắt được chưa anh? Cắt. Có lớn đỗ khoảng bên trên. Vâng. Cho nó theo. Được chưa? Vâng. Anh định hình luôn. Hơi bé. Thôi được. Anh cắt. Nhưng nó tỷ lệ mà đúng không? Cho tí nữa. Cho tí nữa anh ạ. Thế em cuối năm cắt là vừa đẹp. Vì cái sức năng vút này nó nhanh lắm. Đúng không anh? Thì nó đang được đà ấy. Mình mà dừng lại một cái nó mất một nhịp nhỉ. Đấy. Còn anh ấy nói rồi, đây một chốt, đây một chốt. Sau cái bông này bông nỡ phúc đúng không? Ừ. Mình cắt giật đi phát đây là phúc luôn rồi. Đấy. À ok. Phúc anh. Thế này đã là xong. Vâng, ok anh. Xong con tử rồi đó. Rồi. Chỉ. Còn mấy cái cành kiếc này như nào anh? Mình đã bỏ được chưa? Cái bông này này anh nuôi nó to thôi hay là như nào? Bỏ được rồi. Và cái này là mục đích của nó đỡ khu vực này. Vâng. Cái bông nó sẽ đầy, nó sẽ đầy như này, mình thấy chưa? À vâng, nó là cái đỉnh của quả, cái mâm này. Ừ. Em hiểu rồi. Sẽ ăn vào đây. Vâng. Cái mâm này sẽ đi bắt đầu bắt góc lên, vào nó đầy dần lên này. Vâng, em hiểu rồi. Và nó che được cái khu vực này. Và nó không bị cháy cái bông cháy này. Đúng rồi. Cái này là cái hay. Vâng. Đấy giờ anh hộ cho em lọc bỏ những cái thừa đi một chút, vì rất nhiều người muốn nhìn cái cách anh lọc bỏ thừa. Vâng, còn cái tìm mẩn thì mời anh tìm mẩn sau anh ạ. Cái đấy vừa quay lâu lắm. Đấy quay lâu lắm quý vị ạ. Anh Bèo Sai cũng đi vào cái chính quý vị ạ. Cho chúng ta cùng biết luôn. Cái bông này anh nãy nói rồi, những cái gầm thì bỏ đi. Vâng. Những cái thừa lóc nách thì bỏ đi, nó đỡ dối. Vâng. Ví dụ như cái này. Cắt cái cắm xuống quá này thì cắm thẳng thì cũng bỏ. Vâng. Cái này thì tôi không nói được. Đây, cái này nó cắm xuống. Vâng.
Nhiều người cứ nói là rất muốn xem anh Khương làm anh ạ. Nên là em cũng cố gắng và quay nhiều những lúc anh làm, nhất là mùa mát này. Vì em sai sẽ cố gắng lúc anh Khương làm, vì em sai chia sẻ để gửi tới quý vị các bạn. Quý vị có cây nào mà cần anh Khương tư vấn hay là chia sẻ, cứ gửi số Zalo vì em sai để trên màn hình để hỏi anh ấy, anh luôn luôn sẵn lòng 24/24 trừ lúc ngủ thôi. Và đây cái cây cành này xoay hết rồi, quay hết. Vâng. Ngày xưa là cái cành này này. Vâng. Anh nhìn cái cành này nó luỗn ra tít dưới này này. Vâng. Anh mới cắt đi này. Anh thấy một cái nó có một cái cành sẵn trên này. Vâng. Nó dương ở đây, anh cắt ngang nó đi. Cho nó đi một cái mầm ngang đó. Vâng. Anh đi nó xuống để lấy cái đường cái đường phóng này. Đấy. Đấy. Thì nó sẽ tạo ra cái này là một, ví dụ một cái cành này nó 3 bông. Vâng. 1 bông này, 2 bông này, 3 bông chính này. Vâng. Còn thằng này nhá. Bước này mà thương. Nó cành lan ra đây. Vâng. Đây nó là một cái chi của cái cành, cành này thôi. Anh chặt cắt phát đây đi, để chuyển nó lên đây. Một rồi mình đưa nó xuống được rồi. Hay nhỉ. Tức là anh cố tình anh bẻ cái điểm khó cho tác phẩm như vậy. Cố tình bẻ cái điểm kiểu này. Cố tình kiểu như vậy. Và bây giờ nó ra một cái tay chơi này. Chứ nếu mà lắm người không hiểu ấy, tưởng ngày xưa chắc đi bị va gãy nên là mượn cành này để xuống để làm. Thường thường là nghĩ như thế anh Linh nhỉ. Đấy, nhưng mà đây là anh chủ đích cắt đi để anh chuyển. Anh tạo được. Chuyển nó có hai định hướng này. Và thứ nhất là chuyển nó đỡ cứng phát này nhá. Vâng ạ. Và nó đi mềm này. Và anh nhìn cái bông này này. Cái bông chéo anh nhìn kìa. À, anh làm tỷ lệ trọng. Tỷ lệ đối trọng. Đối trọng bên kia bên này. Đấy, đấy kìa. Thì em đứng tí nữa em ra khi em quay một phát này, em đứng từ cái mặt trước em sẽ vâng. nhìn được tất cả cái hệ thống bông của cây. Dạ vâng ạ. Nếu mà nó nằm ngang đây thì em lại không nhìn thấy. Vâng, đúng rồi. Đấy. Nãy Vionsai đang chia sẻ với Lịch mà thích nhất cái điểm. Đúng rồi. Thường thường là những cành này này là mình hay lấy đây mình văng ra. Nhưng anh chuyển từ trên đây anh xuống cái vị ạ, là một cái điểm cành đẹp. Đấy, cái chốt. Vâng. Gọi là chốt hai của cây trực mà anh diễn như vậy. Đúng đúng như anh nói anh Khương ạ, nhìn mặt này là nó có hai cái điểm đối trọng của hai bông. Đấy quý vị. Vâng. Và thật sự nếu mà ngắm ý, mà ai mà ngắm mà nhìn được cái điểm đối trọng của bên này bên kia thì người đấy ngắm cây lâu lắm anh ạ. Ngắm lâu lắm quý vị nhá. Không đơn giản thế nào đó, ngắm cây nó cũng cả một nghệ thuật. Vậy có phải là anh ơi, làm cây nó không đơn giản thôi nhưng mà ngắm không đơn giản nữa đâu anh nhỉ? Ngắm không đơn giản đâu quý vị, ngắm ra được cái đẹp của nó nữa cơ quý vị ạ. Vâng. Cả vấn đề đấy quý vị ạ. Nói chung là nếu mà làm anh làm răm thì cũng lâu, chúng em thì thời gian nó cũng có hạn anh ạ. Thì thứ hai nữa là chia sẻ mà cứ anh cắt tí tí mà thì cũng rất là lâu. Thì em cũng xin phép là dừng ở đây để chờ anh cắt xong em sẽ quay lại một lượt nữa khi anh làm xong anh nhá. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Em chào anh Khương nhá. Chào anh Lịch nhá. Để mời quý vị ngắm lại tác phẩm khi anh đã làm xong nhá. Thank you.
Thank you.